người vợ sĩ hạng nặng xuất sắc nhất trong những năm đỉnh cao. Qua sinh nhật lần thứ 79 của huyền thoại quá cố Muhammad Ali, hãy cùng nhìn lại 10 vợ sĩ được đánh giá cao nhất sau thời đại của ông. Người vĩ đại nhất rời khỏi thế giới này đã được 5 năm vì căn bệnh nhiễm khuẩn. Dù vậy, trong mắt giới trẻ, ông vẫn là một tấm gương về nhân cách, một nhà vô địch điển hình từng thống trị các đai hạng nặng trong gần 2 thập kỷ. Dưới đây là 10 võ sĩ được gây chú ý nhiều nhất sau thời của Muhammad Ali, căn cứ theo năm mà họ thể hiện thành công nhất trong sự nghiệp của mình. 1. Larry Holmes, 1982. Nhà vô địch không được đánh giá đúng mức của lịch sử hạng nặng. Tên của ông có thể xếp thứ 2 trong bất cứ danh sách nổi bật nào từ trước đến nay. Đáng ra Larry Holmes phải có được chiến thắng trước Michael Spinks ở trận tài đấu vào năm 1986 và giải nghệ với thành tích 49 trận thắng, 1 trận thua. 2. Ricky Bowyer, 1992. Nếu Ali là người vĩ đại nhất và Holmes bị đánh giá thiếu công bằng nhất, thì Bowyer là huyền thoại bí ẩn nhất. Trận thua điểm trước Holyfield vào năm 1993 là một nốt trầm của Bowyer, nhưng đó cũng là thất bại duy nhất trong sự nghiệp của võ sĩ này. 3. Leonard Lewis, 2002. Có thể anh không thành công như Bowyer trong những năm đỉnh cao của mình, nhưng ngoại trừ điều đó, thì Lewis đã hoàn tất sự nghiệp ấn tượng hơn tiền bối người Mỹ. Huyền thoại người Anh sở hữu trái tim mạnh mẽ, kỹ thuật ấn tượng và một chiếc cằm cứng rắn. 4. Tyson Fury, 2020. Nhiều người đã không tin Fury đánh bại Klitschko vào năm 2015 và Wilder trong trận đấu vào năm 2020. Nhưng sự thực rõ ràng khiến họ không thể có suy nghĩ khác. Với chiều cao, kỹ năng và sự chịu đựng hiếm có, rất khó để thắng Fury khi anh ở 100% phong độ. 5. Vladimir Klitschko, 2010. Người đàn ông vĩ đại đến từ Ukraine đã sử dụng sức mạnh và kỹ thuật của mình để thống trị hạng nặng trong một thời gian dài. Klitschko đã tiến gần đến với ranh giới của Holmes trong việc bảo vệ danh hiệu trước khi thất bại bởi Fury và Joshua ở giai đoạn cuối sự nghiệp. 6. Evander Holyfield, 1991. Không có thể hình lý tưởng như những ngôi sao hạng nặng khác, Holyfield vẫn đánh bại Mike Tyson ở thời điểm mà võ sĩ thép vẫn còn rất nguy hiểm. Thời gian về sau, dù thua khá nhiều trận, nhưng điều này cũng không làm thay đổi hình tượng của nhà vô địch người Mỹ. 7. George Foreman, 1973-1994. Foreman nổi bật trong cả thành công lẫn thất bại ở hai giai đoạn trong sự nghiệp. Thua Muhammad Ali tại Jarier, rồi giành lại những chiếc đai vô địch sau đó 20 năm tại Vegas. Không ai có màn tái xuất ấn tượng hơn Big George. 8. Mike Tyson, 1988. Dữ dằn và bạo lực là phong cách của Mike Tyson thời trẻ, lúc anh đánh bại hàng loạt đối thủ một cách dễ dàng và nhanh chóng. Ngôi sao người Mỹ tận dụng lợi thế của bản thân rất tốt, dù vậy anh không được đánh giá cao bằng hai người từng thắng mình là Lewis và Holyfield. 9. Joe Frazier, 1971. Là một võ sĩ ấn tượng ở hạng nặng, Frazier cũng là cái tên thường bị đánh giá thấp hơn so với tài năng vốn có. Từng thắng Muhammad Ali ở lần đầu chạm trán, nhưng về sau ông cũng bị hạ gục bởi chính Ali cùng Foreman. 10. Vitali Klitschko, 2004. Klitschko Anh từng có màn tái xuất ấn tượng ở thời điểm năm 2008 sau 4 năm vắng bóng và duy trì mạch bất bại cho đến lúc giải nghệ. Nhiều người tin rằng anh có sức mạnh vượt trội và kỹ năng vượt trội với những người cùng tầm vóc và sẽ bị đánh bại dễ dàng bởi những người nhỏ con hơn nhưng nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Top 10 võ sĩ của năm, Joshua cách xa Fury. Đại dịch Covid-19 đã khiến boxing chịu nhiều ảnh hưởng hơn những môn thể thao khác. Vậy thứ hạng của các tay đấm ra sao khi họ không có nhiều dịp thượng đài trong năm nay? Covid-19 đã khiến thu nhập của một số võ sĩ trong năm 2020 giảm đi đáng kể. Những người tìm được bạn tập và bước lên võ đài để được trả tiền có thể xem như may mắn trong khoảng thời gian ảm đạm này. Với nguyên nhân trên, trong top 10 võ sĩ trong 12 tháng gần đây được đánh giá dựa trên tiêu chí cơ bản nhất, ai đã tạo ra được bước tiến so với những người khác. Vị trí thứ 10, Terence Crawford. Chiến thắng knockout kỹ thuật trước Cale Brook ở hiệp đấu thứ 4 hồi tháng 11 không khiến thứ hạng của Crawford tăng lên nhiều vì nó vốn đã rất cao. Tuy vậy, nó đã duy trì mạch thắng 15 trận liên tiếp của võ sĩ vô địch người Mỹ trong các trận đấu vì danh hiệu thế giới kể từ thời điểm năm 2014.
Đây cũng là bước cần thiết để anh so tài cùng Aaron Spencer vào năm sau. 9. Roman Gonzalez. Chocolatito đã thi đấu 2 trận trong năm 2020. Anh giành lại chiếc đai vô địch thế giới hạng siêu ruồi bằng cách hạ gục Khan Jafai vào tháng 2. Sau đó bảo vệ thành công danh hiệu này trước Israel Gonzalez vào tháng 10. Điều này khẳng định tay đấm người Nicaragua là một trong những võ sĩ giỏi nhất ở hạng nhẹ trong thời gian gần đây. 8. Alexander Povetkin. Một cú đấm duy nhất đã cứu vớt vị trí của ngôi sao người Nga ở top đầu hạng nặng. Đó là vào hiệp 5 trong trận đấu diễn ra hồi tháng 8 giữa Povetkin và Dylan White. Dù từng hai lần khiến đối thủ ngã đài, nhưng khi tay đấm 32 tuổi muốn dứt điểm đối thủ, thì anh bất ngờ bị dính một cú móc trái cực hiểm và thua trận. Nếu tiếp tục chiến thắng ở cuộc tái đấu, Povetkin sẽ thay thế White để tranh đai WBC với Fury. 7. Naoya Inoue. Boxing là một thế giới tối tăm, nhưng tài năng người Nhật Bản vẫn biết cách tỏa sáng. Tạp chí The Ring đã xếp Inoue thứ 2 sau Canelo Alvarez trong top 10 võ sĩ xuất sắc nhất ở các hạng cân. Nhà vô địch 27 tuổi đã hạ gục Jason Molinay vào tháng 10 để giữ vững danh hiệu WBA cùng IBF hạng gà của mình. 6. Canelo Alvarez. Canelo chỉ đấu một trận duy nhất trong năm nay. Đó là chiến thắng trước Callum Smith ở cuộc so găng thống nhất danh hiệu WBA và WBC của hạng siêu trung. Kết thúc 12 hiệp, điểm số nghiêng về phía ngôi sao người Mexico. Thực tế Canelo vẫn ở một đẳng cấp khác và trận thắng này cũng không giúp võ sĩ 30 tuổi cải thiện vị trí của mình bao nhiêu. 5. Anthony Joshua. Trận thắng điểm của Joshua trước Andy Ruiz hồi cuối năm ngoái không khiến nhiều người hài lòng. Họ cần Aji tạo ra một pha knockout để chứng tỏ khả năng của mình. Và Joshua đã làm được điều này trong trận đấu bảo vệ danh hiệu cùng Krapulev. Sau nhiều lần đánh ngã đối thủ đến từ Bulgaria, Joshua đã dứt điểm trận đấu ở hiệp đấu thứ 9. Màn trình diễn ấn tượng đủ để đưa võ sĩ người Anh trở lại vị thế hàng đầu vốn có. Giờ Aji chỉ chờ đợi để so tài cùng Fury. 4. Gervonta Davis. Javis đã đưa Leon Santa Cruz đi ngủ sớm ở đêm Halloween. Bằng một cú đấm móc đầy uy lực, Jimmy Sport đánh giá đây là cú knockout của năm. Chiến thắng hủy diệt trước một đối thủ tên tuổi không chỉ giúp Thanh giành lại WBA hạng siêu lông, nó còn nâng tầm giá trị của anh lên rất nhiều trong ngày ra mắt hệ thống trả tiền theo lượt xem. 3. Aaron Spencer. Không chỉ là chủ nhân của danh hiệu WBC và IBF hạng bán chung, Spencer thể hiện bản lĩnh của mình bằng cách duy trì thành tích bất bại, đặc biệt là trong cuộc đối đầu với tay đấm mạnh Danny Garcia. Trở lại sau vụ tai nạn vào năm trước, ngôi sao 30 tuổi vẫn giữ được khả năng di chuyển nhanh nhẹn cùng những cú chọc thẳng thông minh. 2. Teofimo Lopez. Giống như Spencer, những bước chân linh hoạt cùng những cú đấm có chủ đích là sức mạnh của Lopez. Điều này được thể hiện rõ ràng trong trận thắng điểm trước Vasyl Lomachenko ở tháng 10. Đánh bại đức vua đến từ Ukraine, Lopez có được đai WBA và WBO hạng nhẹ. Đồng thời, võ sĩ người Mỹ gốc Honduras cũng từ một kẻ nói mồm biến thành ngôi sao thế giới. 1. Tyson Fury. Fury đã đánh lừa Deontay Wilder trong cuộc so tài lần đầu tiên của họ vào năm 2018, trước khi hủy diệt anh ta cơ sắt của nước Mỹ ở cuộc tái đấu hồi đầu năm nay. Trong hai trận đấu này, vua Gypsy đã chứng tỏ khả năng phi thường nhưng đối lập của bản thân, chịu đòn và ra đòn. Joshua có thể sở hữu nhiều đai vô địch hơn, nhưng với những màn trình diễn gần đây, Fury vẫn được đánh giá cao hơn ngôi sao đồng hương. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.